hai đứa em gái, một con này là một bố thì đi tàu mất, mẹ là đi lấy chúng. Khoanh tay vào, khoanh tay vào. Cháu cảm ơn chú. Cháu cảm ơn chú. Cháu Tuyên xin gửi lời chào đến toàn thể cô chú anh chị và quý khán giả tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa của Núi. Hôm nay thì cháu Tuyên đang đi trao quà chỗ Ủy ban xã Đường Thượng này các bác. Đây là cơ quan ủy ban. Thì tình cờ cũng được biết mà chỗ em Nô là công an viên thôn đúng không? Có giới thiệu về hoàn cảnh của hai đứa bé mồ côi. Tiền đây thì cháu Tuyên cũng ghi một cái thước phim ngắn để chia sẻ cho quý vị và các bác, cô chú anh chị cũng như là đoàn của chị Phương. Để biết được là hoàn cảnh mồ côi ở đây nhiều như thế nào và hoàn cảnh mồ côi thì có những cái sự khó khăn nào về vấn đề học tập, vấn đề sinh sống cũng như là về sự hỗ trợ của những người lớn. Em có thể giới thiệu một chút về bản thân em cũng như là hai đứa bé đi. Đây, kéo vào đây. Nói đi, em cứ nói đi. Mới kiếm mông nói tiếng kinh chứ, nói tiếng mông ai biết nghe đâu. Em chào các bác. Em chào các bác. Giới thiệu mình tên là gì, sau đó là giới thiệu hai bạn này. Tên là Nô, Sông Mino. Còn hai đứa em gái, một con này là đứa lớn là Hạ Thị Chúa. Đứa em thì Hạ Thị Vá. Hai đứa là một con mẹ cha, không bố thì đi tàu mất, mẹ là đi lấy chồng. Bố là mất ở bên tàu à? Vâng. Thế đã lấy về bên này để làm thủ tục chưa? Chưa, ở đấy đi. Vẫn ở bên kia. Vâng, ở bên kia, không là lấy một ít về. Nhưng mà lý do gì là mất ở bên kia, đi làm thuê hay đi như nào? Đi làm thuê ở bên tàu. Cái này thì ngoài sự kiểm soát, ngoài sự kiểm soát của anh em mình rồi. Nó xa rồi, thế nên anh em mình cũng chia sẻ ngắn gọn như vậy thôi. Xin thưa với các bác, hai đứa bé này thì không may mắn là cha đi làm thuê, trong lúc lao động thì không may trượt chân ngã vào hốc đá thì mất ở bên kia, và do điều kiện gia đình không có nên là cũng làm thủ tục sơ qua bên kia luôn, không về được bên Việt Nam. Thì ở Việt Nam thì anh em ở trong nhà họ hàng thì cũng đã làm đám ở bên này rồi đúng không? Hay là chưa? Làm rồi. Sau khi làm xong thì mẹ lại đi lấy chồng rồi. Vâng. Thế mẹ đi lấy chồng thì có giao đứa bé này, hai đứa bé này cho ai nuôi hay không? Hai đứa bé này là có muốn giao cho bác, nhưng mà bác nhiều con thì cũng... Bác có bao nhiêu đứa con? Bác 4 đứa nữa. 4 đứa nữa? Vâng. Còn là ở cùng với bác. Ở cùng bác thì có tốt không? Bác có cho ăn đầy đủ, có cho mặc đầy đủ không? Có ạ. Gia đình bác được. Thì có khá giả không? Có. Có đầy đủ ăn uống không gia đình ấy? Gia đình thì có, lúc có thì ăn, lúc không thì cũng bữa cơm. Tức nghĩa là nhịn là cùng nhau nhịn, vâng. Đúng không? Ăn thì cùng nhau ăn, vâng. No thì cùng nhau no, mà đói cùng nhau đói. Đấy, chia sẻ ngắn gọn như vậy thôi. Bây giờ thì anh em mình sẽ di chuyển đi ăn cơm theo như lịch đã xếp sẵn. Khi đi ăn cơm thì cháu Tuyên sẽ cùng với hai bé để chia sẻ những cái nguyện vọng cũng như là những cái... gọi là mong muốn của các cháu để xem là có giúp được gì cho các cháu hay không, và chia sẻ ngắn gọn xúc tác cho quý khán giả có chú anh chị trên kênh của cháu. Khi mà đi trao quà thì bản thân cháu Tuyên ưu tiên nhiều nhất vẫn là những cái đứa trẻ mồ côi, không có cha mẹ, không nương tựa. Thì khi đó thì mình sẽ chia sẻ sâu hơn về cuộc sống và những cái sự khó khăn trong cuộc đời của các cháu. Bây giờ chị em mình đi di chuyển sang chỗ nhà chị chủ tịch phụ nữ xã. Đây, đi cùng với anh Minh.
À, có chút quà nhé các bác, hôm nay cháu Tuyên cũng nhặt được một chút. Đi, mua. Mua. Ở xa không anh? Đây, đi xe xuống. Thấy chưa? Bảo đi ô tô đi bộ. 500 mét á? À. Thế thì đi theo xe anh này luôn. Đi theo xe anh này xuống luôn. Lên xe ô tô. Là đứng ở ven đường như đó. Mua. Cổng. Mua, giàu sợ xe. Vâng, anh xuống trước. Vâng. Bây giờ thì anh em mình sẽ cùng nhau đi xe này để di chuyển xuống kia. Không biết là em Trọng với là em Thảo nữa ở đâu, anh Thảo nữa ở đâu rồi. À, chị em mình đủ chưa nhỉ? Anh em đi xe máy à? Đi lên đi. Rồi, ok, không sợ đâu. Có anh ở đây rồi, lo gì. Lên đi. Sau một cái quãng đường di chuyển, anh em cũng di chuyển đến chỗ nhà chủ tịch phụ nữ xã để ăn cơm, nghỉ ngơi các bác nhé. Trong cái lúc ăn cơm, nghỉ ngơi thì cháu Tuyên sẽ chia sẻ riêng về hai bạn trẻ mồ côi đặc biệt ở thôn Lùng Pùng. Hai bé đâu ấy? Không mà. Đấy. Đó là ăn một rúa. Lê cho mà muốn rúa toàn lên đi. Toàn khó đền lên đi. Đấy, đang rửa chân. Muốn rúa con ta hú cho mà lo nó. Đấy, cái bàn rất là nhỏ các bác ạ. Dạ, vâng. Sợ. Hai bé đang sợ. Sợ. Lấy đi nịnh máy nó xuống, nó bảo là sợ. Sao nó ngồi đây? Đó nịnh. Đấy đây. Đấy, phòng giáo nịnh. Các bác nhá, cháu Tuyên thì... không biết nói như thế nào đâu. Ba đi anh. Quay về đây. Không, em ngồi chia sẻ một tí thôi. Xong là mời cơm các chị thôi, để cho các cháu nó hòa nhịp vào đấy. Các cháu nó đang sợ. Hai bé thì sợ nên là không dám kiểu như là rụt rè, các bác không dám tiếp xúc nhiều. Nó tìa họ, nó mò trao họ, im chỉ bê mút thà, nên mù chế. Bê mả luôn nên mù tó. Rất là cảm ơn đoàn chị Phương nhé. Hôm nay thì có hai bạn trẻ này thì ngồi cùng với các chị. Đây là hơi bất tiện một tí nhưng mà các chị thông cảm. Vì là em cũng bảo là ưu tiên những cái đứa trẻ như thế này để các chị biết được là trên vùng cao nó còn nhiều nữa. Nọ tìa hả? Bây giờ thì mời cơm các chị nhá. Mời các chị tự nhiên nhá. Vâng. Ôi giời. Bên kia không uống rượu à? Không uống. Các bác ạ, sau khi ăn uống xong thì cháu Tuyên cũng ửng má một tí rồi. Tuy nhiên thì nhiệm vụ vẫn phải làm. Và hai đứa bé thì vẫn đang ở đây. Cháu Tuyên cũng muốn là chuyến đi của các anh các chị đến với bà con dân bản trên địa bàn xã Đường Thượng của huyện Yên Minh. Muốn các chị
cảm nhận được cái khó, cái khổ của một số bà con, đặc biệt là các chị em, con cháu mà mồ côi, không nơi nương tựa. Các em bé rất cần sự chung tay giúp đỡ của tất cả mọi người, đặc biệt là cô chú anh chị trên mọi miền Tổ quốc, những người có tấm lòng hảo tâm và những người có tấm lòng vàng phát tâm cho các cháu nhỏ, thì muốn chia sẻ một góc nhỏ nhỏ một chút và tâm sự với các chị, các anh về kế hoạch ngôi nhà tình thương, để các anh các chị có được cái cảm nhận cũng như là suy nghĩ đúng đắn về kế hoạch của cháu Tuyên các bác nhé. Các chị di chuyển luôn à? Em lên homestay đi, tại vì là vừa lên mời mọi người cũng lên á. Thì em để xe đây xong rồi đi xe của mọi người luôn. Tí nữa em còn di chuyển về thì là em về về hướng bên này. À, tức là em về đường khác đúng không? Vâng, cũng ngược lại. Thì em đi cùng mọi người luôn. Mọi người đặt hết đồ đấy rồi. Thì đến đấy xong mọi người nghỉ ngơi xong rồi ăn uống. Chắc đấy. Có lẽ là em cảm ơn thôi. Em cảm ơn thôi. Thì bây giờ trước khi kết thúc cái video ngắn này thì là em để tạm biệt hai bạn nhỏ của em đã giúp đỡ. Thì là muốn chia sẻ một chút về góc nhỏ thôi. Nếu mà mọi người em cũng trình bày cái của nhóm mình rồi, cái nhất là có duyên nên mới gặp bạn mình, thì không phải là một lần, cũng có thể là lần sau mình lại lên, anh hiểu không? Đấy, thì không phải là ý anh Tuyên là muốn là về lâu về dài là cho em một cái tương lai nó sáng hơn. Thì bây giờ điều kiện của nhóm mình hiện tại là chưa có ấy trước ấy, chưa có chuẩn bị trước gì cả, nên là tạm thời thay vì cái món quà mà cả hai em không nhận được thì tạm thời là trao cho em 500 trước, sau đó và bọn em sẽ kêu gọi thêm cái này cho tương lai của các em. Cái này thì nó là tuyệt vời, tuy nhiên thì để mọi người về, mọi người chia sẻ, mọi người giúp đỡ thì có lẽ đến đây xong một phát là đi luôn và không nhớ gì về đây nữa thì không có chuyện như vậy. Không phải, các anh chị hiểu nhầm ý của em rồi. Thế là như này, thế là khi mà anh chị giúp đỡ thì các anh chị cũng biết, muốn biết là hoàn cảnh đó là như thế nào, đúng không ạ? Chứ không phải là mình cứ cho là đâu, thì muốn các anh chị là biết là hoàn cảnh đó là mình giúp đỡ là tên là gì, nhà ở đâu, các bé đang gặp khó khăn gì thì mình giúp đỡ bằng thật. Bây giờ cứ nghỉ, có thể mai mình vẫn ở đây mà, có thể mai lên lại với anh. Mai thì anh không về đây rồi, anh không làm ở khu vực bên này. Anh làm ở khu vực bên kia. Ấy không có gì về mình liên hệ qua thứ. Hiện tại bây giờ anh cứ gọi ra cho em trao thế được rồi. À được rồi, được. Thế thì cũng được. Lo, ở tủ lo đi. Đây là hai bạn trẻ mồ côi nhé các bác nhá. Bé này là Bêu đi cha đi hả? Hả? A chị? Vá. Vá, a chị vá. Hạ Thị Vá các bác nhá. Hạ Thị Vá. Bây giờ cháu Tuyên sẽ dẫn hai bạn này đi để chia sẻ một chút thôi. Nói chung là cũng muốn biết về cuộc sống các bạn, và anh chị cũng muốn trao một phần quà nhỏ nhỏ cho hai bé. Có lẽ là cảm ơn anh chị đã đồng hành cùng với thôn Lùng Pùng trao quà cho bà con. Ngoài ra thì vừa nãy em có cầm một cái thùng kẹo đâu ấy nhỉ? Đây các chú là muốn trao cho hai cháu mỗi người một chút quà nhé, chia họ nên mù nên dùng vô khăn giờ này, vô a chỉ là vô họ so sinh cháu cảm ơn chú, nói to lên, khoanh tay vào cháu cảm ơn chú, nói to lên, cháu cảm ơn chú, nghe nó nữa, cháu cảm ơn chú.
Đấy. Ngoan nhá, khi nào có gì chú lại lên nhá. À, cảm ơn các em nhé, cảm ơn chị đấy, ok. Không ăn gì à? Sao không ăn? Cảm ơn các em. Dạ vâng. Về thì mình sẽ liên lạc qua Zalo hay đấy nhé. Có gì chị sẽ tạo nhóm nhé. Dạ vâng. Chị em mình sẽ tạo qua. Cảm ơn anh nhé. Ok em. Chào tạm biệt mọi người. Dạ. Bye bye mọi người nhé. Xin chào. Đó. Cháu Thuyền xin chào các bác nhé. Hiện tại thì đã ăn uống xong rồi và đoàn cũng đã di chuyển rồi, quay về Hà Nội rồi. Còn hai bé ở lại. Thứ nhất là hôm nay cũng đã xong một cái hành trình, xong một câu chuyện, xong một cái buổi trao quà thành công rực rỡ tốt đẹp. Cảm ơn em Nô đã kết nối cho anh về bản làng của em. Và cảm ơn tất cả anh em trong địa bàn xã Đường Thượng đã đến và hỗ trợ cho cháu Tuyên để có một cái buổi trao quà rực rỡ như ngày hôm nay và có một bữa cơm thân mật cùng với tất cả anh em để mà gửi lời cảm ơn tới đoàn. Thì vừa rồi có lẽ là anh em mình cũng quay phim chia sẻ với những cái lời tâm sự vội vàng thì, thông qua thước phim của anh để truyền tải đến các chị, các anh cùng đoàn đã tham gia vào cái buổi trao quà ngày hôm nay. Thì em Nô là đại diện cho thôn, em gửi lời cảm ơn sâu sắc từ tận trong đáy lòng, thay mặt bà con, thay mặt dân bản, thay mặt các hộ gia đình khó khăn ở thôn Lùng Pùng, xã Đường Thượng, huyện Yên Minh, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các anh chị đã bớt chút thời gian, bớt
tiền của để trao đến cho bà con dân bản mình nhé. Em tên là Nô ở Phú Lùng Cổng, cũng cũng cảm ơn các anh chị đoàn lên cho quần ở cái Phú Lùng Cổng mình. Thì em cũng đến đây để rỉa cảm ơn các anh chị ở giữa Hà Giang, Hà Nội lên cho quần cho bà con nhân dân ở thôn mình. Thì em cũng có lời cảm ơn anh chị ở Hà Nội, em cũng có lời cảm ơn và chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, chúc anh chị sức khỏe và làm việc tốt, thành công tốt đẹp. Rồi. Anh thì thực ra em Nô này bản thân là những người trong địa bàn để mà nói suôn sẻ về cái tiếng phổ thông thì kể ra cũng có nhiều hạn chế nhỉ. Nô ngày xưa học hết lớp mấy? Lớp 9 ạ. Lớp 9 ạ? Vâng. Cũng là tốt rồi đấy nhỉ. Cháu Tuyên thì nói thế này các bác ạ, về tất cả các vấn đề và về tất cả các món quà, đến với bà con thì là một cái món quà rất là quý giá. Tuy nhiên thì khi mà đến, cháu Tuyên là những người cầu nối ở giữa, tức nghĩa là những người trung gian liên kết giữa bà con và các đoàn từ thiện, thì cháu Tuyên cũng muốn là đem lại một cái gì đó, đem lại một cái cảm giác và một cái chuyến đi ý nghĩa cho cô bác anh chị ở dưới xuôi lên. Các bác có một cái chuyến đi thật là ý nghĩa và tốt đẹp, bà con cũng nhận quà một cách vui vẻ và cảm nhận được từ tấm lòng của các bác đến với bà con thì không ai khác là những người đi làm chương trình, là những người đi làm cầu nối thì cũng rất là vất vả. Tuy nhiên thì không kể công, bởi vì bà con được hưởng thì cũng là bản thân mình phần lớn cũng được ấm lòng. Hôm nay thì đặc biệt hơn là có hai bạn trẻ mồ côi, nghĩa là chia sẻ với các bác một chút. Hai bé gái này thì hiện tại là bé lớn là năm nay 9 tuổi đúng không? 11 tuổi. Bé nhỏ là 9 tuổi à? À. Bé lớn là 11 tuổi, bé nhỏ là 9 tuổi. Tuy nhiên thì 11 tuổi thì đối với các bác ở dưới xuôi á, tầm tuổi này thì có lẽ là đang đi học, đang tay bé chân bồng từ bố mẹ. Tuy nhiên thì các bạn nhỏ ở đây thì lại khó khăn hơn cái là các bạn chưa nhận thức được và điều kiện kinh tế rất là khó khăn, bản làng thì rất là xa. Để mà di chuyển về học thì cần rất nhiều yếu tố, từ khách quan, chủ quan có. Do vậy là cháu Tuyên cũng muốn là chia sẻ một góc nhỏ của một cuộc sống, một con người. Thì hai bạn nhỏ này thì bố là chết khi đi lao động, đúng không? Như là tai nạn lao động không may mắn thôi. Hiện tại thì bố mất rồi, cũng lâu rồi, nhưng mà đang chân chôn cất ở một cái vùng đất xa lạ, gọi là không về được với quê hương, không về được với các con. Mẹ thì không biết là vì lý do gì mà mẹ của hai cháu lại đi lấy chồng Hà Nội. Vâng. Mẹ bởi vì là mẹ thì cũng bảo là cuộc sống của nó phải đi lấy chồng khác thì nó sau này nó mới ấy. Anh hỏi một chút nên thôi nhá. Ví dụ là tại sao mà thường thường một số bà con á, người Mông ấy, tại sao ví dụ bố mất rồi, mẹ không ở lại nuôi con mà lại cứ phải đi lấy chồng? Vì là nó bảo là cuộc sống của nó thì nó phải đi lấy, sau này nó mới có không có con trai ấy, thì nó phải đi lấy chồng. Nhưng mà anh thấy nhá, nhiều người vẫn có con trai nhưng mà con trai lại ở lại. Vâng. Vẫn ở lại với anh em. Vâng. Là mẹ vẫn đi lấy chồng bình thường. Vâng. Người là sau này nó có nó đi thì nó bảo là buồn, ở nhà thì không có chồng, chồng chết rồi thì buồn thì nó đi đó. Với cái suy nghĩ rất là đơn giản. Tuy nhiên thì trách nhiệm không có, anh nói ở đây là không có trách nhiệm thứ nhất, thứ hai nữa là về cái lương tâm con người. Trách nhiệm là một người mẹ, lương tâm là một người phụ nữ, là một người con gái bảo vệ
con cái. Thì không biết là những người mẹ đó đi thì có nghĩ là con cái mình ở lại sẽ khổ và vất vả như thế nào hay không? Cái đó thì không ai biết. Thì không nghĩ, mẹ không nghĩ đến cái này đâu. Mẹ thì mẹ không nghĩ đến hai đứa con thì mẹ cũng đi thế thôi. Phần lớn thì nếu mà ở gia đình ấy, người Mông thì ví dụ là vợ chết, chồng bắt buộc phải ở lại để nuôi con đúng không? Vâng. Nhưng mà chồng chết thì người mẹ là không có quyền, không có nghĩa vụ phải ở lại nuôi con. Đấy. Như thế anh thấy nó thiệt thòi cho các đứa trẻ. Vâng. Bởi vì là các cháu nhỏ cần nhất vẫn là người mẹ, cần nhất vẫn là những người sinh ra và trao cho các con những cái giọt sữa ngọt ngào. Và cuộc sống của các con thì nó phụ thuộc rất nhiều vào những con người như là mẹ. Bởi vì mẹ là người cho mình tất cả cuộc đời, cha cho mình cuộc sống. Cảm ơn Nô nhé. Có lẽ là như đây thôi. Anh bàn giao hai bé cho em nhé. Vừa rồi thì các chị cũng trao cho mỗi bé là 1 triệu đồng. Tiền này thì hỗ trợ cho các cháu. Ngoài ra thì hôm nay anh cũng để được một ít bánh kẹo. Bánh kẹo này thì thứ nhất là giao cho em để em chia cho mỗi cháu một tí. Ngoài ra thì chia cho anh em hôm nay hỗ trợ, bao gồm là trưởng thôn này, bí thư chi bộ này, thôn đội trưởng công an, những người hỗ trợ ngày hôm nay đấy. Đây là phần quà nhỏ nhỏ anh bỏ lại thôi đấy, là kẹo thôi. Thì chúc mừng thôn mình đã nhận được phần quà rất là giá trị. Hy vọng là các anh chị đang xem được thước phim này của anh em mình thì anh chị sẽ tiếp tục kết nối và có những cái chuyến đi đến với thôn của mình nữa, và ngoài ra thì cũng có những phần quà giá trị và ý nghĩa. Em rất là cảm ơn các anh đi bệnh an nhé. Rồi, ok. Cảm ơn các anh nhé. Em thì ở Yên Minh thôi. Ở Yên Minh nghe đâu thôi. Thường xuyên vào đây và cũng hay qua lại chỗ anh Minh, công an xã. Thì chúc mừng anh em mình nhá. Rồi, ok. Anh này tên là gì? Bó ạ. Bó à? Vâng. Thế đứng đây anh em mình chụp một kiểu nhá. Vâng. Đây em cứ ôm cái đấy đi. Ôm đi. Đứng vào đây.